Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái tìm hiểu cái chất lỏng, một số cái loại chất lỏng trong cái rêu lâu này các bạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ phân biệt là chất lỏng lỏng hơn, đặc hơn, rồi chất nhầy, rồi tạo ra các hạt nữa. Nó sẽ có nhiều loại vậy. Thì trước tiên thì tôi tạo ra một cái mặt phẳng gì đi để cho chất lỏng nó tiếp xúc vào đây. Tôi kéo cái này cho nó rộng ra một tí. Rồi, sau đó tôi tạo ra một cái nguồn phát nữa đi. Rồi như thế này. Cho nó cao lên khoảng gì. Rồi tôi sẽ cho nó xoay một góc hơi lệch một tí. Rồi như thế này. Tôi nhấn F8 thử. Rồi phát ra các hạt này. Tôi sẽ sử dụng cái gạt đồ họa bật lên. Rồi ta sẽ cho cái chất lỏng này nó những cái hạt này nó lớn lên tí. Rồi xong, gắn thêm cái thẻ va chạm cho cái mặt sàn này. Rồi như là xong các bạn. Thêm một cái thẻ trọng lực nữa, một cái lực trọng lực. Rồi ok, chúng ta được như thế này rồi. Có thể là thêm một cái màu trắng như để cho cái này nó sáng tí. Rồi ha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các loại chất lỏng nè. Thì mặc định của cái liquid blood ở đây, đây trong cái tab liquid đây, thì cái chỗ thai nè bạn, nó sẽ có nhấp vào đây, nó sẽ có tổng cộng là 6 loại, 6 loại ha bạn. Thì tôi sẽ nói cho bạn biết là cái đâm này nó giống như là cái bọt không khí gì ạ. Còn cái mặc định của phần mềm là cái này, liquid PPD. Thì cái chất này là chất lỏng nó như thế này, nó sẽ là lỏng nhất. Kế đến là cái loại này nó hơi đặc hơn, liquid SPH. Cái loại này thì nó sẽ hơi đặc hơn, anh thấy chưa? Đó, nó hơi đặc hơn tí. Rồi cái tỷ chọn thứ ba, tương ứng như bạn đang chọn thì những cái tham số ở đây nó sẽ thay đổi theo bạn. Giống như đây là những 6 cái mẫu reset sẵn có của chất lỏng vậy. Rồi cái loại thứ tư từ trên đếm xuống là granule. Cái này là hạt các bạn. Này là mô phỏng các hạt, anh thấy chưa? Nhìn kỹ các hạt nó tách rời ra nè. Rồi cái thứ năm, Visco nè, là cái này là chất nhầy các bạn. Mà sẽ thấy cho nó sẽ phát ra từng cục gì đó ha, nó nhầy. Là chất nhầy. Rồi, còn cái Visco Elastic là cái này nó nhầy hơn nữa, nó sẽ đặc hơn nữa. Ha, nó đặc hơn cái Visco nữa. Đó. Thì hiện tại thì bạn nhìn hơi khó đúng không? Thì tôi có cái đoạn video này cho bạn xem thử để bạn dễ hình dung. Đâu tiêu rồi. Cái đoạn video này đây đây ta sẽ cho bạn xem thử cái đoạn video này ha. Đây ta có cái đoạn video này, nó phân biệt các loại chất lỏng với nhau để cho các bạn dễ thấy. Thứ nhất là chất, cái loại chất lỏng là thứ nhất cái loại chất lỏng mà mặc định hay bạn. Này đầu tiên là chất lỏng SPH, chứ lộn, chất lỏng này thì nó là cái này nè, SPH ha. SPH thì nó hơi đặc hơn tí. Loại chất lỏng này nó hơi đặc. Rồi, tôi sẽ phát thử cho bạn xem. Này này thì nó hơi đặc ha bạn. Ha, mà nhìn kỹ ha. Đó, nó hơi đặc. Thấy chưa, rớt xuống hơi đặc. Tiếp theo cái loại này mặc định này, chất lỏng PPD, mặc định của phần mềm thì nó sẽ hơi lỏng tí, mặc định. Ha, mà nhìn cái tốc độ dòng chảy của nó rớt xuống nè ha. Thấy chưa, nó sẽ lỏng ra. Rồi tới granule, cái này là dạng hạt các bạn. Hai cái chất lỏng vừa xem nè, cái đầu tiên là cái này nó đặc, cái này thì mặc định của phần mềm nó hơi lỏng. Giờ tới granule nè, tới phần hạt đây. Rồi tới phần hạt thì bạn sẽ thấy là nó sẽ là hạt. Thấy chưa, mô phỏng hạt á, những chất lỏng hạt. Cái thứ ba là viscosity, là cái này là cái chất nhầy các bạn, chất nhầy. Đây chất nhầy,
Thấy chưa? Này nhầy. Nó chưa? Nó là chất nhầy, nó sẽ rất là kẹo, rất là đặc. Còn cái này là càng nhầy hơn bạn, nó sẽ đặc hơn nữa, là cái cuối cùng nè. Rồi nó đây, cái elastic này là nó sẽ là chất nhầy cuối cùng, nó sẽ đặc hơn nữa. Nhìn bạn nhìn thấy nó rất là đặc, nó sẽ rớt xuống từng cục thôi. Giống như thạch vậy ha, giống như rau câu vậy ha. Nó rồi. Nó làm ta phân biệt được cái những cái chất lỏng ở trong đây. Mặc định của phần mềm thì nó sẽ là chọn cái này. Bây giờ ta sẽ làm thử cho bạn xem thử ha, cho bạn hình dung một chút nữa. Ta sẽ chỉnh một số thông số quan trọng thôi, không cần biết nhiều hết đâu, chỉnh một số cái thôi. Thứ nhất là về cái nó tiêu rồi. À, đây. Thứ nhất là bạn sẽ thấy là chúng ta chất lỏng đầu tiên nè, độ phân giải thì như nói bạn tăng độ phân giải lên, resolution lên thì nó sẽ nhiều hạt lên. Thấy chưa, sẽ nhiều hạt lên, nhưng mà máy chúng ta sẽ tăng nhiều quá thì nó sẽ giật máy. Còn density là cái tỷ trọng các bạn. Cái tỷ trọng này thì để qua cái video sau gì tôi nói. Tỷ trọng là để khi chúng ta hòa trộn hai chất lại nhau á, cái nào nó nằm, cái nào nó nặng hơn thì nó nằm bên dưới cái tỷ trọng, như là cái cân nặng vậy bạn. Tỷ trọng như cân nặng vậy đó ha. Rồi. Rồi tiếp theo tới cái in này thì nó mất tiêu rồi. Tới cái in ratio này là cái áp lực nước ban đầu á. Hiện tại là 1. Nhưng là bạn tăng lên thì cái lực áp lực nước ban đầu, cái vòi phun nước nó sẽ mạnh ra. Thấy chưa? Áp lực nước ban đầu. Thật ra thì nhìn như thế này thì hơi khó. Tôi sẽ cho một cái chất lỏng vào đây đi cho bạn dễ hình dung. Tôi sẽ thêm một cái chất lỏng mixer đây. Rồi. Tôi thêm thử một cái chất lỏng cho bạn dễ thấy ha. Đó. Như thế này. Rồi. Tôi tăng cái in ratio này nè, cái áp lực nước ban đầu thôi. Hiện tại nó đang chảy bình thường nè, tôi sẽ tăng lên là khoảng 5. Thì bạn sẽ thấy áp lực nước nó đẩy ra rất là mạnh mà. Cũng chưa có gì đâu. Tôi phải tăng thêm nữa, thôi tôi tăng lên là 10 coi. Áp lực nước ban đầu các bạn, nó sẽ đẩy ra rất là mạnh. Cái này nè, lực nhấn nước ban đầu. Bạn thấy chưa? Nó mạnh hơn nên nước nó dâng tùm lum rồi đó, thấy chưa? Đó. Nó làm ta điều chỉnh cái áp lực nước ban đầu. Giống như chúng ta cái vòi phun nước mà chúng ta bóp cái đầu nó lại vậy bạn, thì áp lực nước nó đẩy ra rất là mạnh. Chúng ta sẽ chỉnh cái tham số này. Nó còn bạn chỉnh bình thường thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Thấy chưa? Nước nó sẽ chảy ra rất là nhẹ nhàng, rất là bình thường. Mặc định là bằng 1. Rồi tiếp theo tới này thì bạn sẽ chỉnh cái cái này thì không quan trọng, cái surface tension là cái sức căng bề mặt thôi. Mặc định là bằng 0. Như là bạn muốn các hạt nước đó, nó khó vỡ ra từng hạt nhỏ thì bạn để bằng 0, bạn tăng cái này lên. Thật sự như bạn không muốn nước nó văng tung té thì bạn hãy tăng cái số này lên cho nước nó sẽ có cái sự liên kết với nhau. Cái sức đàn hồi của bề mặt á, sức đàn hồi bề mặt của nước đó, nó sẽ cao lên ha. Nó hạn chế cái việc mà nước văng ra tung té. Bạn tăng này lên. Nó chỉ vậy thôi. Rồi, mặc định nó là bằng 0. Cái này thì nó phụ thuộc vô cái trên. Cái stand này thì nó tăng lên thì trên nó tăng lên thôi. Cái sức căng bề mặt tension, cái này vận tốc, cái damping này là cái giảm sốc nè bạn. Nghĩa là khi nước nó rớt xuống mà bạn muốn không muốn nước nó dâng lên nhiều á thì bạn tăng cái damping lên. Damping này lên, mặc định nó đang là 0.3. Tôi cho bạn xem thử nè. Nhiều khi bạn thấy nước nó văng nhiều quá, nó có sự đàn hồi nảy lên á, bạn không muốn nó nảy lên. Bạn không muốn nó nảy lên á thì bạn chỉnh cái này tăng lên, giả sử như tôi tăng lên là 3. Rồi, thì bạn thấy nước nó sẽ rớt xuống, nó sẽ mềm ra. Bạn thấy chưa, nước nó rớt xuống là nó không có nhồi lên nhiều. Bạn muốn nó bớt nhồi nữa thì bạn tăng cái giảm sốc này, giống như là cái phuộc xe giảm sốc vậy bạn. Ha. Đây. Tăng cái damping này lên. Thấy chưa, nước nó rớt xuống thì sau đó nó mềm, nó sẽ chen ra đâu. Nó không có nhồi lên được nữa.
bạn kết hợp nó cái dumping này với cái sức căng bề mặt, hai cái này, thì bạn làm cho nước nó rớt xuống thì nó sẽ chảy ra một cách mềm mại, nó không có bị dâng nước lên nhiều. Thấy chưa? Ta có thể tắt cái những cái hạt đi cho nhìn cho dễ thấy hơn. Nó tamping là giảm sốc thôi chứ không gì. Mặc định nó không phích mấy à, không phích ba. Rồi đó là ta đang hướng dẫn bạn bên cái chất lỏng mà nó mặc định của phần mềm liquid PVP. Còn cái này thì nó sẽ đặc hơn các bạn, nó tương tự thôi mà cái này nó đặc hơn. Chất lỏng này thứ hai nè, liquid SPH, nó sẽ đặc hơn các bạn, thấy chưa? Mà nhìn cái cách nó rớt xuống nước là nó không có nhồi nước lên, nó sẽ đặc hơn. Trong khi hồi nãy cái liquid mà PVP này thì nó sẽ nhồi lên. Tôi sẽ thêm cái gì ta? Tôi đổi màu đi cho bạn dễ ha. Tôi sẽ thêm một cái màu nữa cho đây. Màu đỏ gì đi. Ok, màu đỏ gì đi ha. Lôi nó lên trên đây cho các bạn dễ thấy thôi. Thấy chưa? Đó, đã có một cái chất lỏng như thế này. Phóng to lên tí. Rồi, thì cái chất lỏng này là chúng ta đang cho nó loại, cái loại chất lỏng là Thai Liquid SPH như thế này. Đó, thì chất lỏng này nó sẽ đặc hơn, đặc hơn cái PVD này. Còn những cái tham số thì bạn chỉnh tương tự thôi, độ phân giải, cái lực nhấn, cái lực áp, giống như cái áp suất nước mà nó ra ban đầu bạn là bao nhiêu thì tăng này lên. Sức căng của bề mặt thì chỉnh cái này. Còn có cái này là gì? Viscosity, hình như cái này là cái độ nhầy của chất lỏng ha. Nghĩa là bạn muốn chất lỏng nó nhầy hơn thì bạn tăng cái này. Lưu ý cái tham số này ha. Cái kia này không có. Cái mà loại liquid PD này không có. Có cái này thì nó sẽ có thêm cái tham số này. Viscosity, cái này đây sẽ làm cho chất lỏng chúng ta nó sẽ nhầy hơn. Mặc định nó chỉ là 3. Đây bạn nhìn kỹ ha, bạn nhìn kỹ chất lỏng đang đổ xuống. Rồi, giờ tôi sẽ tăng lên này lên là 10. Bạn sẽ thấy nó sẽ đặc hơn. Viscosity là cái độ nhầy. Cái độ nhầy, cái độ đặc của chất lỏng các bạn. Tôi coi nào. Đúng rồi. Tôi sẽ chỉnh thử các bạn xem. Bạn sẽ thấy nó sẽ đặc hơn nè. Bạn thấy chưa? Nó sẽ đặc lên rất tướng từng cục. Tôi tăng cái độ nhầy lên. Giống như là sệt hay giống như bạn mà nấu ăn mà bỏ nhiều bột bán á. Là sẽ như 10 tăng lên 20 thử. Bạn thấy cho nó rớt, muốn rớt thành từng cục luôn, thấy chưa? Thấy chưa? Tăng cái tham số này lên thì chất lỏng chúng ta rất là nhầy. Nó rớt đi không nổi luôn. Còn bạn muốn tăng cái độ nhầy nó thì bạn hãy tăng cái lực ma sát của cái mặt phẳng lên. Của cái lực này. Trong video trước tôi hướng dẫn rồi về cái phần mà thẻ va chạm nè, collider 0.01, tăng cái độ ma sát lên thì nó mô phỏng nó giống hơn. Thấy chưa? Nó mô phỏng giống chất nhầy hơn. Đó. Rớt xuống. Và cái lực đàn hồi cũng vậy, ví dụ như bạn thấy nó đàn hồi nhiều quá. Bạn chỉnh cái bớt đàn hồi xuống, ví dụ như 0.2 thôi. Rồi độ nhám nữa, ví dụ như sử như cái độ nhám nó 0.01, 0.01. Rồi, thì bạn sẽ thấy là cái chất lỏng chúng ta nè, nó sẽ rớt xuống, nó sẽ đặc lại. Bạn thấy chưa? Gì thì nó mô phỏng, nó giống chất nhầy hơn. Nó sẽ đặc hơn so với cái chất lỏng mà mặc định của phần mềm. Ok ha, nhìn hợp lý hơn ha. Rồi, đẹp hơn. Cái này thì nó lỏng, con này thì đặc hơn tí. Quan trọng là bạn chỉnh cái này. Viscosity. Chỉnh cái độ nhầy. Cái này bạn có thể thêm một cái quả cầu hay một cái gì đó giữa cho bạn nhìn cho thấy nó hấp dẫn tí. Thêm một cái khối này vào đây, gắn thêm nó một cái thẻ va chạm. Rồi, cái quả cầu này có thể là cho nó là một cái gì đó, một cái màu gì đó các bạn, một cái màu xanh gì đó tùy. Cho nó thêm màu xanh gì đó. Đó, thấy chưa?
cho thấy được cái sự lỏng hay đặc của cái chất lỏng này, cho dễ thấy thôi, cho bạn dễ phân biệt thôi. Bạn phải di chuyển cái này, chúng cái này để nó dâng nước ra. Nhìn cũng thú vị quá ha, giống chơi con nít đó. Rồi dọc gì được rồi, thôi chúng ta quay lại cái bài chúng ta thôi. À, đợi chúng ta được như thế này. Ok ha. Rồi, à, ta tạm ẩn cái này đi. Chúng ta sẽ tiếp tục tới cái tiếp theo đi, để tránh mất thời gian. Chúng ta sẽ thử tới cái dạng hạt hay gì đây, coi chất lỏng coi tới cái gì. Tới cái dạng granular đi, cái hạt đi. Cái hạt này để sao đây bạn, tới chất nhầy trước đi ha. Rồi, first call này là chất nhầy, dạng chất nhầy nè bạn. Rồi chúng ta xem thử có gì khác biệt không ha. Chất nhầy, đó. Nhìn nó ra từng cục mắc cười các bạn. Ra từng cục mắc cười quá. Là chất nhầy. Vì nó đặc quá bạn, nó đặc hơn cái chất lỏng nãy cho làm nữa. Tôi có thể là bật cái khối này lên. Tôi cho nó di chuyển như đây. Tôi tăng cho nó cao lên tí đi, nó thấp quá. Cái nguồn phát nè, tôi sẽ cho nó di chuyển lên cao một tí. Rồi như thế này, tôi sẽ cho nó phát. Tôi tăng cái thời lượng lên 200 frame đi. Tôi cho nó rớt xuống. Tôi cho cái cục này chen ngang giữa coi, coi nó có cái gì xảy ra không. Nó đặc quá ha bạn. Ta chỉ chỉnh cái chất này thì nó đặc quá. Như nãy ta xem video đó, thì cái dạng chất lỏng, chất nhầy này thì nó đặc lắm. Nó đặc nhưng mà cái dưới còn đặc hơn nữa. Anh thấy chưa? Ồ, nó bao luôn cái khối latinx của ta luôn rồi. Bây giờ chúng ta chỉnh sửa coi một chút cái chất nhầy này các bạn. Này nó nhầy quá rồi. Thì cái tỷ trọng này em vậy, qua video sau tôi sẽ nhắc lại cái tỷ trọng này. Tỷ trọng là cái độ nặng thôi bạn. Tỷ trọng thì cái độ cân nặng của các chất lỏng á. Để rồi thì chúng ta sẽ tới cái phần chất nhầy này. Rồi coi còn cái gì trong đây hướng dẫn các bạn ha, những cái quan trọng thôi. Tỷ trọng nè, cái áp suất nước ban đầu, cái chất nhầy ha, đây viscosity, đây là cái chất nhầy nè bạn. Chỉnh cái độ nhầy của nó, mặc định đang là 1, bạn muốn nó lỏng hơn thì bạn hơi giảm cái này xuống. Ha, tôi đang giảm cái này xuống nè, bạn thấy nó sẽ lỏng hơn so với nãy, thấy chưa, nó sẽ lỏng lại. Còn nãy thì nó hơi đặc quá các bạn. Tại vì chúng ta đang mô phỏng cái chất nhầy mà. Bạn muốn nó lỏng nữa thì bạn giảm cái số này xuống, giả sử như 0.1. Mà nếu bạn lỏng quá thì thôi bạn sử dụng cái nước hồi nãy. Cái nước ở trên đây. Nó thấy chưa? Thì nó lỏng giống như là nước như vậy. Thì theo mục đích sử dụng mà chúng ta sử dụng những cái 6 loại chất lỏng này khác nhau. Đó, này là thành chất lỏng rồi. Còn cái này người ta muốn làm cho nó chất nhầy thì người ta tăng lên. Thì nó sẽ là đặc. Thấy chưa? Nó sẽ đặc như thế này. Nó rất là từng cục như bạn thấy không? Là chất nhầy. Rồi, còn cái cao hái xanh này là cái gì? Cái cao hái xanh đó là cái... nó gắn kết với nhau. Làm cho cái này nó đã đặc hơn. Nó tương tự như cái viscosity này mà. Cái cao hái xanh này nè. Nó sẽ liên kết lại nhau, nó không làm không cho đứt rời ra, mặc định bằng không nó tăng lên thôi. Tăng lên bạn sẽ thấy nha. Đây. Connection là cái sự liên kết. Ha, thấy chưa? Sự liên kết của những khối này. Khi bạn tăng lên thì nó sẽ là từng khối như thế này nữa. Nó rất là từng cục luôn mà thấy không? Connection là cái sự liên kết. Đó.
Bạn có thể di chuyển cái cục này đi tới đi lui để nó rớt ra. Thấy chưa? Cái câu hát xanh là nó cái sự liên kết thôi. Đó. Nếu nãy cái câu hát xanh này mà bạn để bằng bằng không thì nó ít tách ra thành từng cục, nó còn vẫn còn sự liên kết nhau. Còn nếu bạn tăng lên làm tách bằng không thì nó sẽ rời ra chứ. Còn tăng lên bằng một, cái xanh là cái sự liên kết. Tăng lên bằng một thì nó sẽ là liên kết nhau nhiều hơn. Thấy chưa? Nó sẽ tách ra từng cục. Có xanh là sự liên kết thôi chứ không gì. Mà cũng ít nhìn, ít khó thấy lắm. Tiếp theo cái dumping này nè. Cái dumping này là cái giảm sốc thôi. Nhưng mà thật ra cái chất này thì cũng đã giảm sốc rồi. Bạn không muốn nó bị sốc nhiều á thì bạn tăng cái số này lên. Thì nó sẽ rớt xuống, nó sẽ không có nhồi gì hết, nó sẽ mềm nhũn ra luôn. Tại vì nó dumping rồi. Bạn thấy chưa? Nó tăng cái dumping này lên. Rớt xuống thì nó nhảy ra một cục luôn ha. Nó là cái chất đây là cái chất lỏng, chất nhầy Vesco. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục tới cái cuối cùng. Cái cuối này mà Vesco Eclectic này nó sẽ còn nhầy hơn nữa. Bạn sẽ xem nè. Bạn thấy chưa? Nó nhầy, nó mềm ra ha. Thì nó cái này nó sẽ mềm hơn cái nãy như vậy. Tùy theo chúng ta chỉnh tham số đó các bạn. Cái này nó sẽ đặc hơn cái nãy nữa. Thì theo chúng ta chỉnh tham số. Thì tương tự vậy chúng ta sẽ có cái lực áp lực nước ban đầu nè. Áp lực đẩy cái chất lỏng ra ban đầu. Tăng lên là 10. Thì mình thấy nó sẽ đẩy nước ra rất là mạnh. Thì sẽ tăng lên là 30 đi. Ở đây con số này cho 10 là tối đa rồi bạn. Cái áp lực nước ban đầu nè. 10. Đó, đẩy cái chất lỏng ra. Rồi. Độ nhầy nè. Mặc định bằng 1 nè. Elastic, cái này không như dumping, giảm sốc. Rồi. Cơ bản này nó tạo ra những chất nhầy thôi chứ không gì. Này thì đặc hơn. Còn cái phần mà hạt các bạn. Hạt thì giờ tôi sẽ quay lại cái phần hạt cho bạn xem ha. Đây, hạt đây. Thì hạt thì tôi sẽ không có gắn cái chất lỏng như vậy. Tại vì ta đang mô phỏng hạt mà. Nếu ta làm gì thì bạn nhìn nó giống như chất lỏng rồi, đúng không? Làm chất lỏng cũng được đó, nhưng mà nó sẽ li ti từng hạt dăng ra gì nè. Đó. Thì ta sẽ bỏ cái mixer đi bạn. Bỏ cái mixer đi. Chúng ta sẽ cho hiện lại các dạng hạt như thế này. Ok. Và các ta sẽ mô phỏng một cái dạng hạt nào đó có ta thích. Giả sử như ta sẽ tạo ra một cái khối cầu nhỏ như thế này. Khối cầu, cái cầu này ta sẽ cho nó bán kính nhỏ thôi bạn. Tại nó mô phỏng cái hạt như hạt cát hay gì đó, hạt tiêu gì đó. Ta cho bán kính khoảng 1 thôi. 1 thì nhỏ quá, chả biết nó đâu rồi. Đây nè, nó đây nè. Ta cho nó là 2 đi. Rồi, 2. Cái hạt cát này ta sẽ cho nó một cái màu màu gì đó cho các bạn thấy. Màu xanh đi các bạn. Xanh hơi tối tối đi. Rồi, màu xanh đi nha. Rồi, ta sẽ cho nó màu xanh. Rồi. Giờ chúng ta muốn mô phỏng cái hạt này vào trong cái chất lỏng đó, thì bạn lôi cái khối cầu này vào trong cái luyệt, cái chất lỏng nè, buông ra. Đó. Thấy chưa? Ta sử dụng cái vùng nhìn có cái độ đổ bóng đi. Đây. Ambient occlusion. Ambient occlusion cho nó có độ bóng, nhìn trông giống thật hơn. Tôi sẽ tạm ẩn cái dạng chất lỏng đi. Không có, để luôn đi. Rồi. Rồi, bạn thấy chưa? Tạm ẩn cái mất tiêu rồi. Tao không có tạm ẩn được. Xin lỗi, tao nhấp lộn. Tạm ẩn cái lưu thử đây. Không tạm ẩn được. Tao bật cái này lên. Tao phát thử. Rồi, bạn thấy chưa? Nó sẽ ra những cái hạt li ti gì đó ha. Như hạt tiêu nha. Nó ta mô phỏng hạt. Thì cái luyệt này ta sẽ chọn nó là dạng hạt nè. Đó. Thì nó sẽ mô phỏng hạt chúng ta. Nếu bạn thấy nó nhỏ quá thì cái này độ phân giải ta cho bớt rồi. Nhiều quá thì nó giật máy cho 2 thôi. Và cái hạt này ta sẽ cho bán kính tăng lên tí. Nó nhỏ cho 4 đi.
rồi. Bạn thấy chưa? Đó, đây là mô phỏng những cái hạt rớt của chúng ta. Thì cái hạt này thì ta sẽ coi chỉnh cái gì nha. Độ phân giải nè, tỷ trọng nè. Rồi cái lực ma sát, return nè. Nếu bạn thấy nó trơn quá thì bạn sẽ tăng cái này lên. Nó sẽ bớt bớt trượt, bớt trơn trượt lại. Sẽ ta cho 0.7 đi. Bạn sẽ thấy nó sẽ rớt hạt, nó sẽ rớt lại, nó sẽ dồn lại một cục lại. Bạn thấy chưa? Nó sẽ dồn một cục lại chứ nó không có trượt đi nhiều giống nãy nữa. Tôi xóa cái là tennis này đi. Bạn thấy chưa? Render thử control R. Rồi. Đó, như thế. Nó sẽ dồn cục lại. Thì cái mà lực friction là lực ma sát, còn cái static friction này cũng tương tự như đây, lực ma sát tĩnh. Nghĩa là nó đứng yên một chỗ á. Yên một chỗ mà bạn đẩy nó đi thì không được á. Thì bạn tăng cái lực ma sát tĩnh lên thì nó cứ nói chung là tất cả đều làm hạn chế chuyển động, làm cho đứng yên thôi, lực ma sát mà. Đó, bạn chỉnh những cái này. Rồi tao cho dây quay về mặt tĩnh coi. Bạn muốn nó trượt nhiều thì bạn giảm cái lực ma sát lên thì nó sẽ trượt ra, thấy chưa? Nó sẽ trượt. Trượt quá thì nó không giống chuyển động của hạt các bạn. Nước thì nó chất lỏng thì nó chỉ trượt nhiều, ít ma sát, còn hạt thì nó sẽ có ma sát nhiều hơn. Rồi tiếp theo còn cái cohesion là cái liên kết. Bạn muốn những cái hạt này nó liên kết với nhau, nó sẽ ít bị tách rời ra, thì bạn tăng cái sum số này lên. Như là các hạt nó sẽ dồn lại, có xu hướng nó dồn lại. Bạn thấy chưa? Nè, các hạt nó sẽ phát ra từng cục một cohesion. Cái này nó hơi lớn, giảm tí thôi, 0.1 hay gì đây, khoảng đó thôi. Thì các hạt nó sẽ bắn ra và nó sẽ có xu hướng liên kết lại nhau, chứ không tách rời quá. Thì bạn tăng cái cohesion này lên ha. Cohesion là sự liên kết. Rồi, còn cái rau này thì độ nhám thôi. Độ nhám thì giống như là nó cũng như ma sát vậy, nó nhám nhiều thì nó ma sát nhiều thôi. Nếu bạn tăng này lên, tăng một chút thôi, thì nó sẽ những hạt này nó sẽ nhám. Nó nhám xuống và nó ít ít bị trượt lắm, tại nó nhám mà. Tăng nhiều quá nhìn kỹ như là nó lún xuống cái mặt phẳng luôn nè. Do cái kích thước va chạm thôi bạn. Đó. Rồi. Tăng cái này lên, độ nhám tăng lên. Reset default. Rồi trong đây ta còn gì chưa hướng dẫn bạn nữa. Cái stacking nè, là cái này là nó giữ thành một cọc. Cái này cũng hay nè bạn. Cái này nè. Nó giữ thành một cục, nghĩa là khi bạn tăng lên thì nó sẽ giữ lại một cục như thế này, giống như cái đỉnh núi ha. Tôi sẽ cho cái những cái này tôi sẽ cho nó về mặt định đi cho bạn dễ thấy. Rồi, bạn sẽ thấy cái này nó hay lắm nè. Cái stacking nè, nó giữ lại thành một cục. Mặc định bằng 0 thì nó sẽ chảy ra. Bạn sẽ nhìn ha. Đó. Định bằng 0 thì nó sẽ là trượt như vậy đó. Rồi khi ta tăng cái này lên, bạn sẽ thấy là nó sẽ dồn lại một cục. Nó sẽ đóng thành một ụ. Bạn thấy chưa? Nguyên nhân là do nó không có ma sát nhiều. Ta sẽ tăng cái ma sát lên một chút. Tăng cái liên kết lên một chút. Tăng nhám lên chút. Rồi thì bạn sẽ thấy nó dồn lại một cục cho bạn xem. Tăng cái stacking lên. Bạn thấy chưa? Nó nhồi nhiều quá là do ta tăng cái rau này, ta đừng có tăng này lên, bỏ này đi. Bạn sẽ thấy là nó sẽ dồn lại một cục cao lên. Bạn thấy chưa? Nó làm ta tăng cái stacking này lên. Nó không có trượt ra ngoài nhưng mà nó sẽ dồn lại thành một cục, cái cục cao lên. Anh thấy chưa? Nó là chúng ta tùy chỉnh cái dòng chảy cho hạt nó gì đó, nó dồn một cục cao lên, chỉnh cái stacking này tăng lên, kèm theo đó là tăng cái ma sát static lên thì nó sẽ dồn thành một cái ụ cao vậy đó. Giống như xây lâu đài cát nha các bạn. Đó. Rồi. Thì nó chỉ vậy thôi, cái phần hạt thì nó đơn giản như thôi. Còn cái hạt này nếu trường hợp áp dụng cho bên đây là particle nè. Áp dụng cho những cái đối tượng con. Cái hạt này chúng ta có thể tùy chỉnh thêm, nó có cái phần riêng cho cái hạt này nè bạn.
trong cái luyện nè, chất lỏng nè, nó sẽ thay đổi cái phần, cái này không hay nè, vị trí xoay và tỷ lệ. Có nghĩa là vị trí các hạt á, bạn muốn cho nó ngẫu nhiên thì bạn tăng cái này lên tí. Bạn sẽ nhìn kỹ nè, khi tôi làm thì thay đổi đây nè, các hạt nó sẽ không có đồng bộ mà nó sẽ có ngẫu nhiên ha, cho trong giống thực tế. Cái thứ hai là cái rotate, là các hạt này nó sẽ xoay một góc bao nhiêu độ. Như vậy thì trong giống thực tế hơn, nó rớt xuống thì nó sẽ xoay các bạn. Đó. Ta mô phỏng những cái đó nó rất là hay. Cái thứ ba là những cái hạt này nếu bạn muốn nó đồng nhất, như là cùng một cái kích thước thì bạn để bằng không. Còn bạn muốn nó có cái lớn cái nhỏ thì bạn tăng này lên. Thì nó sẽ có hạt lớn hoặc nhỏ. Nhìn kỹ trên màn hình ha. Thấy chưa, hạt lớn hoặc nhỏ. Rồi thì bạn sẽ thấy kết hợp ba cái loại, bạn sẽ thấy nó ra được một cái hình như thế này. Nhìn ok hơn ha. Nó sẽ có hạt lớn hoặc nhỏ. Còn không thì bạn cho nó đồng đều hết. Và nó sẽ xoay nha bạn, do nó hình tròn thôi chứ thật ra nó đang xoay. Và nó có vị trí ngẫu nhiên nữa ha, random position nè. Cái phần hạt thì nó ưu ái nó được thêm cái này. Bạn thấy chưa? Chất lỏng thì bạn chỉnh sửa đó thì nó không có gì nhiều. Nhưng mà nếu bạn làm cái dạng fluid mà dạng chất lỏng, dạng hạt á, đây nè. Granular ha, dạng hạt thì bạn qua đây bạn chỉnh cái này nó hiệu quả hơn. Nó sẽ mô phỏng được cái như thế này. Nhìn ok hơn các bạn. Nhìn tốt hơn. Đây ta đang mô phỏng cái hạt này giống như hạt tiêu rớt đúng không? Hạt tiêu còn xanh á, tiêu xanh á. Bạn thấy chưa? Rồi. Video này thì tôi hướng dẫn các bạn về cái phần lưu vẹt thôi, các loại chất lỏng trong đây. Còn thiếu cái này nữa. Rồi. Thì qua video sau thì tôi sẽ nói thêm cái phần tỷ trọng ha. Tỷ trọng này ha. Tỷ trọng này thì bây giờ qua video sau đi, tôi sẽ nói thêm phần này nữa. Video này cũng dài rồi. Video này đây là kết thúc ha. Hẹn gặp lại các bạn đi. Tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com.